Vị hòa thượng kỳ lạ làm cha của 400 đứa trẻ. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và đang diễn ra. Chuyện kể về vị hòa thượng với pháp danh là Đạo Lộc, năm nay 48 tuổi, tục danh là Ngô Bình. Ông sinh ra ở một thành phố cấp huyện thuộc thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trước khi xuất gia, ông vốn là một doanh nhân thành đạt, có nhà máy riêng, gia cảnh giàu có. Ông ly hôn năm 2007, đến năm 2011, ông xuống tóc xuất gia. Sau khi xuất gia, nhà sư Đạo Lộc phát hiện ra nhiều bài vị trong chùa là của những đứa trẻ bị cha mẹ chúng bỏ đi khi còn chưa kịp chào đời. Rất nhiều bài vị như vậy được cha mẹ những sinh linh vô tội này lập ra và đưa vào chùa. Điều này khiến nhà sư Đạo Lộc thực sự bối rối. Bằng những trải nghiệm đời thường của mình, ông biết có được một đứa bé thật không hề dễ dàng. Vậy mà vì sao những người phụ nữ này sau khi mang thai lại nhẫn tâm phá bỏ đi? Nhận nuôi đứa trẻ đầu tiên. Một buổi tối năm 2012, sau khi các vị khách dâng hương ra về, ông đang chuẩn bị đóng cửa lại, thì một thiếu nữ khăng khăng muốn vào chùa siêu độ cho con của mình. Thì ra, lúc ấy cô đang mang thai, chuẩn bị siêu độ xong thì sẽ đi phá thai. Trong mắt người xuất gia, phá thai là sát sinh tạo nghiệp, cứu mạng người mới là từ bi. Nhưng mà bất kể ông can ngăn như thế nào, cô gái đó vẫn tuyệt vọng nói: "Con có thể làm gì khác được, gia đình sẽ không đồng ý, con không có nơi nào để đi, không ai có thể giúp con." Cô gái này vẫn là một sinh viên đại học, bị người yêu của mình đùa giỡn tình cảm. Sau khi mang thai, anh ta đã biến mất, thực sự không có cách nào mới nghĩ đến phá thai. Hòa thượng Đạo Lộc chợt hiểu ra, những người phụ nữ từ bỏ đứa con bé nhỏ kia, phần lớn đều có đủ loại khổ tâm, họ đều là bất đắc dĩ. Ông sinh lòng bi thương, khuyên nhủ cô gái, hứa sẽ giúp đỡ tiền bạc. Khi đứa bé sinh ra, nếu cô gái không có năng lực hoặc không muốn nuôi dưỡng, cũng có thể giao cho ông thay thế nuôi dưỡng. Ngay sau đó, ông đã đăng tải thông tin trên mạng: "Bất cứ ai mang thai ngoài ý muốn và không muốn phá thai, có thể đến chỗ tôi sẵn sàng giúp đỡ." Hòa thượng Đạo Lộc cũng công bố thông tin liên lạc của mình. Sự nghiệp nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ của Hòa thượng Đạo Lộc bắt đầu từ đó. Còn sống thì còn cơ hội. Sau khi đăng tải thông tin trên mạng, cứ dăm ba hôm, Hòa thượng Đạo Lộc lại nhận được một số yêu cầu giúp đỡ. Ông kể lại, những người phụ nữ tìm đến ông, không có người phụ nữ nào là không bị lừa. Có người thậm chí cả tiền cũng bị lừa hết sạch. Người phụ nữ thảm hại nhất là cả nhà cửa cũng đã thế chấp để giúp người yêu trả món nợ do vay nặng lãi. Một mình cô xoay sở với cái bụng bầu hơn 8 tháng. Cuối cùng thì gã đàn ông đó cũng biến mất. Tất nhiên, đó là những câu chuyện mà những người tìm đến tự kể với Hòa thượng Đạo Lộc. Bản thân ông thực tế không muốn hỏi thăm chuyện riêng tư trong quá khứ của các cô gái bất hạnh, bởi vì ông biết trên thân mỗi người họ đều mang theo câu chuyện khó nói. Đối với những thai nhi trong bụng họ, suy nghĩ của ông rất đơn giản: sống tốt hơn là không sống. Hễ còn sống thì còn có cơ hội, là còn có hy vọng. Đối với thái độ của ông, nhiều phụ nữ ban đầu không dám tin. Một người đàn ông lạ chủ động cung cấp tất cả các chi phí đi lại, nằm viện, sinh và nuôi dạy con. Điều kiện duy nhất là chỉ cần người mẹ đó nguyện ý sinh đứa trẻ ra đời. Những năm này, lừa gạt lừa đảo đầy rẫy khắp nơi. Vậy mà có người giúp người khác không đòi hỏi gì thì quả là khó tìm. Nhưng sau khi tiếp xúc, họ dần dần có niềm tin. Ông nói với họ rằng, phá thai hay không thì cuối cùng là quyết định của họ. Nhưng nếu họ gặp khó khăn thì ông rất sẵn lòng giúp đỡ.
Những người mẹ lựa chọn giữ lại đứa trẻ cần phải ký một bản giấy ủy quyền chăm sóc đứa trẻ. Nội dung văn bản này cam kết rằng những bà mẹ sẽ chủ động giao con cho ông đạo lộc nuôi dưỡng và chăm sóc đứa trẻ đến khi chúng 18 tuổi. Nếu có tai nạn hoặc đứa trẻ không may bị ốm đau mà qua đời hay các tình huống bất ngờ khác, thì những bà mẹ kia phải hứa là sẽ không truy cứu trách nhiệm của Hòa Thượng Đạo Lộc. Các bà mẹ cũng có thể đến thăm, họ cũng có thể đổi ý và mang con mình về nuôi bất cứ lúc nào. Hòa Thượng Đạo Lộc cũng xác định từ đầu, nếu họ có đủ khả năng kinh tế, họ có thể đưa đứa nhỏ về nhà nuôi dưỡng. Toàn bộ chi phí sinh hoạt, sinh sống và những chi phí khác cho những đứa trẻ được bỏ lại sẽ do một mình ông gánh chịu. Những tờ giấy ủy quyền từ các bà mẹ cũng tương đương với việc Hòa Thượng Đạo Lộc cho các bà mẹ đơn thân vào những lúc bất lực và yếu đuối nhất được có thêm một cơ hội lựa chọn. Ban đầu, ông giới thiệu những người phụ nữ được giúp đỡ đến một ngôi chùa có khu vực dành riêng cho việc cứu trợ trẻ sơ sinh. Nhưng nhân lực và tài nguyên của ngôi chùa đó nhanh chóng không còn đủ. Vì thế, Hòa Thượng Đạo Lộc phải trở về quê nhà Nam Thông và tự mình đứng ra lo liệu mọi thứ. Ông bỏ tiền ra thuê một số ngôi nhà của dân để cho những người phụ nữ này lưu trú. Bởi vì từng làm kinh doanh, từng là giám đốc điều hành, nên Hòa Thượng Đạo Lộc có phương thức quản lý riêng của mình và đủ sức cán đáng lo mọi thứ. Những người phụ nữ mang thai được cứu trợ, sau khi đến Nam Thông sẽ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi nhận phòng, họ cũng phải tuân thủ nguyên tắc chung sống và không gây rắc rối. Không phải tất cả mọi phụ nữ đều được Hòa Thượng Đạo Lộc giúp đỡ. Đôi khi, ông cũng loại bỏ một số đối tượng không phù hợp. Có lần, có một cô gái tìm đến để yêu cầu một khoản trợ cấp nuôi dưỡng. Rồi có một người phụ nữ khác lại hỏi các tình nguyện viên rằng đứa trẻ có thể được bán khi sinh ra hay không. Những người như vậy sau đó đều bị Hòa Thượng Đạo Lộc đuổi đi. Ông sẽ không trợ giúp phung phí những người cố tình sai trái này. Ông cũng không tiếp tay cho những hành động phi nhân tính. Hòa Thượng nhận làm cha hàng trăm đứa trẻ. Năm 2014, Hòa Thượng Đạo Lộc sử dụng tòa biệt thự 3 tầng để chuyên tiếp nhận những phụ nữ mang thai và những đứa trẻ. Căn biệt thự này vốn dĩ là tài sản riêng mà ông dành cho con gái. Giờ đây, ông đã đổi tên của nó thành Hậu Sinh Tiểu Cư. Những người phụ nữ mang thai trước tiên sẽ nghỉ ngơi ở đây. Khi sinh con, họ sẽ được đưa đến bệnh viện. Tất cả các bệnh viện ở Nam Thông, Hòa Thượng Đạo Lộc đều biết rõ như lòng bàn tay, bởi vì ông đã đi lại quá nhiều lần. Khi điền vào mẫu đơn tại bệnh viện, tên của người cha cần được yêu cầu viết ra. Nhưng hầu hết những người phụ nữ này đều không muốn viết, bởi vì đó là nỗi đau của họ. Thế là ông đành phải viết tên của mình hết lần này đến lần khác trong một người cha. Khi đứa trẻ sinh ra và lớn lên đến khi biết nói, Hòa Thượng Đạo Lộc cũng yêu cầu chúng gọi mình là cha. Ông nói, đối với sự phát triển của một đứa trẻ, có một người cha mới là đầy đủ. Chúng là trẻ em, bất kể đó có là con ruột của tôi hay không, miễn là do tay tôi cứu trợ, thì chúng đều là con của tôi. Theo ước tính của Hòa Thượng Đạo Lộc, đến cuối năm 2021, ông đã cứu được hơn 400 phụ nữ mang thai và trẻ em. Nghĩa là ông đã là cha của hơn 400 đứa trẻ. Đương nhiên, một mình ông không thể xoay sở hết được. Đối với trẻ sơ sinh, ông thường tìm những người phụ nữ địa phương để nhờ nuôi giúp. Mỗi gia đình nuôi một bé và ông sẽ trả tiền cho họ. Sau khi nuôi dưỡng trẻ đến 3 tuổi, ông mới đưa về Hậu Sinh Tiểu Cư. Việc chăm sóc trẻ hàng ngày ở Hậu Sinh Tiểu Cư cũng được thực hiện bởi những nữ tình nguyện viên. Người cha bất thường này từ lâu đã thu hút sự chú ý của người ngoài và rất thường xuyên có người gọi điện báo cảnh sát cho rằng
đây có lẽ là nơi bắt cóc hoặc là buôn bán trẻ em. Cảnh sát cũng thường xuyên đến để điều tra. Họ so sánh tất cả trẻ em mà ông Đạo Lộc nuôi dưỡng với dữ liệu của những đứa trẻ mất tích. Kết quả là họ không tìm thấy được một trường hợp nào cả. Sau này, cảnh sát cũng quen dần, nên mỗi khi có điện thoại của người dân gọi trình báo nhắc tên Hòa Thượng Đạo Lộc, thì phía cảnh sát đã hình dung được toàn bộ câu chuyện. Những đứa trẻ lại tìm được mẹ, những người mẹ lại tìm được con. Điều làm cho Hòa Thượng Đạo Lộc vui mừng chính là rất nhiều đứa trẻ lần lượt đã trở về trong vòng tay của mẹ. Ví như một người hóa danh gọi là Lưu Lệ, cô đã sinh ra một cậu bé rất đáng yêu. Nhưng không đành lòng vứt bỏ, cô đã lấy hết can đảm thú nhận với cha mẹ của mình. Cha mẹ cô sau đó cũng đã vui vẻ tiếp nhận đứa cháu đáng yêu này. Cũng có những người mẹ, sau vài năm để con của mình lại cho Hòa Thượng Đạo Lộc nuôi nấng. Đến khi làm ăn tích lũy đủ năng lực, họ đã tìm đến và xin đem đứa trẻ về nuôi nấng. Theo thống kê của vị Hòa Thượng này, hầu hết những đứa trẻ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với mẹ. Tính tại thời điểm ông nói chuyện với các phóng viên, thì chỉ còn lại hơn 60 đứa trẻ vẫn còn đang ở với ông. Những đứa trẻ được mẹ đến dẫn về, Hòa Thượng Đạo Lộc cũng không hỏi họ đi đâu. Ông cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh cứu trợ này rồi. Những người phụ nữ được Hòa Thượng Đạo Lộc trợ giúp, phần lớn đều rất cảm kích. Tại thời điểm họ yếu ớt nhất, bất lực nhất, Hòa Thượng Đạo Lộc đã cung cấp cho họ một nơi trú ẩn, an toàn. Một người mẹ nói rằng, việc sinh đẻ và nuôi dưỡng trẻ là một quá trình đặc biệt phức tạp, và Hòa Thượng Đạo Lộc đã chọn cách làm từ thiện này. Điều này cho thấy rằng, ông có tấm lòng đại thiện. Ở Trung Quốc, có rất nhiều người vô sinh mong muốn có con, liền thông qua các loại kênh khác nhau để thăm dò. Họ hy vọng có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng mà tất cả những điều này đều bị Hòa Thượng Đạo Lộc chặn lại. Làm việc tốt không phải là việc dễ dàng. Trước tiên cần phải giải quyết vấn đề tài chính. Mặc dù Hòa Thượng Đạo Lộc trước khi xuất gia đã từng có gia cảnh rất giàu có, nhưng mà đối mặt với cứu trợ quy mô lớn như vậy, nhiều năm qua gia sản của ông đã tiêu hao gần như không còn gì. Năm 2018, Hòa Thượng Đạo Lộc đã tính rằng cứu trợ một người phụ nữ mang thai chi phí trung bình hàng năm khoảng 12.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.900 đô la. Chi phí nuôi một đứa trẻ một năm khoảng từ 25.000 đến 30.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng từ 3.900 đến 4.750 đô la. Và thời điểm hiện tại, con số này đã tăng trên 30.000 nhân dân tệ. Và ông nói rằng đó là chi phí cơ bản nhất. Hòa Thượng Đạo Lộc đã phải bắt đầu kinh doanh trở lại với các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc. Ông đã từng là ông chủ lớn, do đó làm điều này là rất quen thuộc. Trước khi xuất gia, ông đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà ông không thấy việc có nhiều tiền liệu có ý nghĩa gì. Và giờ đây, cuối cùng ông cũng đã hiểu được tác dụng của đồng tiền. Có rất nhiều người tốt bụng biết được những gì mà ông đang làm, họ cũng chủ động cung cấp cho ông một số khoản quyên góp. Ông mời một tình nguyện viên có chuyên ngành tài chính, chuyên ghi chép tiền quyên góp ra vào tài khoản, hàng tháng công khai dòng tiền, việc sử dụng tiền cũng bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Mấy loại thu nhập cộng lại, cơ bản có thể làm cho sự nghiệp cứu trợ của Hòa Thượng Đạo Lộc duy trì hoạt động. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Hòa Thượng Đạo Lộc đau đầu không phải là tiền bạc, mà là làm thế nào để làm hộ khẩu cho các bé. Bởi vì ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn còn đang thực hiện một hệ thống hộ tịch nghiêm ngặt. Không có hộ khẩu sẽ không thể đi học, sẽ gặp một loạt các rắc rối khác nhau. 10 năm trôi qua, vấn đề hộ khẩu vẫn chưa được xử lý. Hòa Thượng Đạo Lộc cũng bất lực với vấn đề này. Tuy nhiên, cũng may, ở Trung Quốc cũng có không ít thiện nam tín nữ. Trong đó, một số người cũng mở trường học. Sau khi tìm hiểu tình hình, họ đã chấp nhận nhập học cho những đứa trẻ không có hộ khẩu mà Hòa Thượng Đạo Lộc nuôi dưỡng.
Để không gây trở ngại cho việc cứu hộ, đạo Lộc đã phải chuyển sang hoạt động ngầm. Ông đã tuyển dụng một số tình nguyện viên nam, đưa những người phụ nữ mang thai đến bệnh viện và trở thành những người cha tạm thời. Ông đã truyền đạt kinh nghiệm và phương pháp của mình cho họ và nhắc nhở họ về sự khéo léo và cảnh giác và học cách đối phó với tất cả các loại tình huống phức tạp có thể xảy ra. Ông nói rằng nếu phá thai vẫn còn tồn tại, ông sẽ vẫn tiếp tục làm điều đó, mặc dù ông chỉ có thể tìm kiếm một chỗ đứng trong khe hở hẹp. Đạo Lộc là một người bận rộn với hơn 12.000 người bạn trong danh sách bạn bè WeChat của mình. Ông cứu trợ những người phụ nữ mang thai, liên tục giao tiếp và phối hợp, bận rộn chăm sóc trẻ em, tất bật kinh doanh. Tất cả những việc trên đã chiếm phần lớn cuộc sống của một nhà sư. Vậy thì, việc tu hành của ông thì làm sao bây giờ? Nói về vấn đề này, Hòa Thượng Đạo Lộc chia sẻ như sau. Bản thân những việc này chính là tu hành ngay trong quá trình làm việc.